Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để convert một file PDF ra ảnh nhá. Ra ảnh này. Thì hiện tại mình đang trang trống đúng không? Mình sẽ có một file PDF ở đây. Đây, file PDF nào download đây. Có không nhỉ? À, xong mình xóa rồi. Đây để mình tìm lại. Xem nào. PDF. Thôi mình tạo một file PDF đi. Tạo luôn. Ở trên download này. Mình có file này đi, chẳng hạn đúng không? Mình sẽ xuất như mình xuất PDF rồi thì phải. À đây 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 đây. Để desktop mình có một file PDF đây, được chưa? Mình sẽ xuất nó ra thành hình ảnh nhá, được chưa? Ở đây có hai trang này, mình sẽ xuất nó ra thành hình ảnh. Đầu tiên các bạn vào Google này, tìm cái web tên là Convert. Đây, các bạn tìm từ khóa này nhá, thấy chưa? Xong các bạn tìm đến thằng Small PDF này. Đó, ở đây này. Thì ở đây nó chỉ cho tối đa 100 MB thôi. Thì các bạn sau đó các bạn sẽ kéo vào, cái này file này của mình nhẹ mà. Thì kéo thằng này vào. Nó kéo đây. Ok chưa? Xong bạn thả. Đợi tải lên này. Thì load xong rồi, các bạn chuyển đổi, ấn vào chuyển đổi hoàn toàn trang nhé. Chọn tùy chọn này. Đấy, xong bắt đầu đợi xử lý này. Sau khi nó xử lý xong, nó sẽ có một cái nút tải về cho các bạn click là tải file xuống này. Xong các bạn giải nén ra. Được chưa? Các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ được ảnh như ở PDF vừa rồi là mình có hai trang PDF thì nó sẽ xuất cho mình hình như là hai ảnh. Đó. À ba ảnh. Hai trang trắng, đúng rồi, hai trang trắng. Hai trang trắng mình để trống, quên. Đây nó sẽ xuất cho mình ba ảnh đây, hai ảnh đây, nó các bạn nhìn nhá, nó ảnh này chất lượng còn nguyên luôn, để phóng to ra này, nó chất lượng còn nguyên luôn. Ok, vậy mình dẫn vậy thôi.